ngày sau công trình ở Đồng Nai, 10 người chết thương tâm. Thưa quý vị, vào chiều hôm qua, ngày 14 tháng 5, một bức tường cao hơn 10 mét, dài 100 mét đang xây dựng trong khu công nghiệp Giang Điền, Đồng Nai đã bất ngờ bị đổ sập khiến hàng chục sinh mạng bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Hiện đã ghi nhận 10 người chết, 15 người bị thương. Tại hiện trường, bức tường sập nghiêng sang một bên, xung quanh nhiều dàn giáo bê tông sắt thép nằm ngổn ngang. Hàng trăm cảnh sát cứu hộ dùng xe múc, xe cẩu lật bức tường bị sập để tìm kiếm người chết, người bị thương. Anh công nhân Bùi Chí Cường, quê Cà Mau, làm việc tại đây cho biết, lúc đó có khoảng 50-60 công nhân làm ở nhiều khu vực với nhiều công đoạn khác nhau. Anh đang phụ hộ cách bức tường sập khoảng 5 mét. Đột nhiên, anh nghe tiếng động mạnh. Khi nhìn qua thì thấy tường sập kéo dài như domino, bụi bay mịt mù, không thấy gì hết, chỉ nghe tiếng la thất thanh kêu cứu. Anh cùng một số người sau đó chạy lại, dùng tay đào bới, đưa được 4-5 người ra ngoài. Cái chỗ mà thấp nhất là nó 9 mét, còn cao nhất là nó khoảng 17-18 mét đó. Nhưng mà dưới điều kiện là chiều dài nó 110 mét, thì cái lượng gió, chạy gió nó cứ nó cuốn, gió cuốn. Đầu bắt đầu nó lật, từ lúc đó lật thì mình cũng vẫn biết là nó lật chứ phải không, nhưng mà mình không thể nào né được. Hên thì mình sống, còn xui thì chết thôi chứ không biết sao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai có mặt chỉ đạo công tác cứu hộ, cho rằng đây là sự việc hết sức nghiêm trọng và đáng tiếc. Hiện đang huy động tất cả lực lượng để đào bới tìm các nạn nhân có thể còn bị vùi trong đống đổ nát. Cũng theo ông, trước mắt có thể thấy an toàn lao động và quy trình xây dựng ở công trình này có vấn đề. Không có một công trình nào để một bức tường cao mười mấy mét đứng chơi vơi như vậy. Được biết, đây là công trình nhà máy của công ty cổ phần AV Healthcare Hàn Quốc, chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa. Nhà thầu xây dựng là công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Hải Nga. Đơn vị giám sát là công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Đồng Nai. Công trình này bắt đầu thi công từ sau Tết. San TV xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến những gia đình có nạn nhân không may gặp nạn. Chúng tôi mong rằng những gia đình nạn nhân sẽ sớm vượt qua nỗi đau và hy vọng rằng nguyên nhân của vụ việc này sẽ sớm được điều tra làm rõ. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin nóng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.